Em xin chào các ông bà, cô chú cùng các anh chị và các bạn nhé. Đang xem kênh của Bình Lê Vlog 86 nhé. Ngày hôm nay em sẽ review cho mọi người xem một vườn su su ở bên khu vực nhà em nhé. Vườn này là của đứa em nhà em đang được thu bói nhé. Đang bắt đầu được thu nhé. Và mọi người hãy xem cách trồng su ở bên khu vực nhà em như thế nào và cách chăm sóc bón phân như thế nào, em sẽ nói ở trong video này để cho mọi người biết và tham khảo xem như thế nào nhé. Và đây nhé, đây là vườn su ở bên khu vực nhà em này. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Rất là sai quả luôn nhé. Bây giờ bắt đầu nó mới đang vào dàn thôi nhé. Bắt đầu mới đang vào dàn thôi này. Mà quả su này các bạn thấy không? Đó, rất là sai luôn, các bạn nhìn thấy không? Quay con nữa. Này, ở đây là đứng ra chào. Chào. Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Con tên là? Con tên là Nô Đức Trung. Con đi theo mẹ con. Con đi theo mẹ con. Vào vườn. Vào vườn. Rồi. Và đây là vườn su nhé cả nhà nhé. Mọi người có nhìn rõ là quả nó sai như thế nào chưa ạ? Đó. Rất là sai quả luôn nha. Em có quả nhỏ cho mẹ ơi. Ừ. Đó. Và em chia sẻ với mọi người một chút về cách trồng su nhé. Cách trồng su ở bên khu vực Đà Lạt nhà em thì cây cách cây là nó vào tầm 2 mét. Cây cách cây là vào 2 mét nhé các bạn. Đó. Nghĩa là gốc cái gốc này này. Gốc này và gốc bên này là cách nhau 2 mét. Và ta sẽ làm dàn bếp. Tùy mỗi nhà làm dàn bếp khác nhau nhé. Như ở đây là tiện bếp ở dưới đợt trước là chỗ này là trồng hoa. Nên làm bếp đứng như vậy nhé. Làm bếp đứng như vậy thì tiện thể bây giờ chuyển sang trồng su thì sẽ làm bếp đứng luôn. Nhưng mà nhiều nhà thì họ sẽ làm bếp treo trên dàn luôn nhé. Treo trên dàn luôn. Và kéo dàn su thì các bạn kéo dàn bằng sắt rồi. Ai cũng biết điều đó. Và dưới cái cọc cọc chống cứng này này thì các bạn muốn không bị lún xuống đất ấy, cái đáy cọc này này. Không bị lún xuống đất thì sẽ chống cái cục gạch xuống để cho nó đỡ lún đất nhá cả nhà. Đó. Ừ. Và cái tiếp theo đó là trồng su á thì rất là ưa phân. Phân là phân ở đây gọi là phân chuồng ấy nhá cả nhà. Phân chuồng nhá. Bên khu vực nhà em là hầu như là đều bỏ phân chuồng. Và bên nhà em thì sẽ là bỏ phân gà nhá cả nhà nhá. Đây là phân gà này. Đó. Toàn bộ là phân gà nhá. Đó. Bỏ phân gà. Để cho cái cây su nó phát triển được nhanh nhá. Đó, và đây. Con đi. Đây su đây nhá. Các bạn thấy không? Sai quả không ạ? Rất là sai luôn. Đó. Nha. Và như hiện tại á, giá su là xuống rất là thấp nhé. Bữa nay hiện nay thì chắc là giá có 1.000 thôi. Nhưng cách đây khoảng khoảng 1 tháng, chưa đến 1 tháng đâu, 1 tháng gì á, thì giá su được vào tầm 10.000 nhé. Vào tầm 10.000 nhé cả nhà. Đó. Đây em đi một vòng vườn cho mọi người xem nhé. Và điều tiếp theo nữa để muốn su nó ra quả nhiều á và sai trái nha. Các bạn ngoại trừ bón phân ra thì các bạn còn phải vặt lá nhé. Các bạn phải chịu khó tỉa lá. Tỉa lá ở trên dàn này này các bạn này. Đó. Tỉa lá ở trên dàn nhé, cho nó thoáng thoáng dàn ra nhé. Thì
thoáng dàn ra thì lúc nào có ánh nắng vào và nó sẽ đậu quả, đậu đậu hoa đậu quả nhé. Đó các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy dàn su không ạ? Nhìn thấy quả nó đang lủng lẳng rơi xuống không? Rất là sai nhé. Đó là các bạn nhớ chú ý một điều, đó là phải chịu khó bật lá su nữa. Cái đó là cái gì? Cái đó là con hái là cái gì? Con nhặt là cái gì? Quả su su. Quả su su à? Đó. Mọi người thấy chưa? Rồi bữa nay em xin chia sẻ một số kinh nghiệm bên nhà em trồng su như thế nào cho mọi người biết nhé. Thì mọi người có thể xem và tham khảo. Nếu mà đúng thì mọi người làm theo và không đúng thì mọi người cũng bỏ qua. Đó là theo kinh nghiệm ở bên nhà em trồng thì có sao thì em chia sẻ vậy nhé. Cảm ơn mọi người cùng đã xem video của em. Và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video khác về cách trồng hoa màu và cách trồng hoa rau củ quả ở khu vực Đà Lạt bên nhà em nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ ấn đăng ký kênh và like giúp em. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha.